Dầu gội Garden là sản phẩm làm sạch chăm sóc tóc chiết xuất từ thiên nhiên được nhiều chị em yêu thích trong thời gian gần đây. Với thành phần thiên nhiên lành tính, hương thơm tinh tế nên dầu gội Garden không chỉ được sử dụng chăm sóc tóc tại nhà mà các spa hay salon cũng rất ưa chuộng. Tuy nhiên nhiều chị em phụ nữ vẫn khá phân vân khi lựa chọn sản phẩm này bởi vì không biết thực chất dầu gội Garden có tốt không như những lời đánh giá. Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này thông qua những chia sẻ dưới đây. Dầu gội Garden có mấy loại? Dầu gội Garden là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ tiên tiến của Đức. Dầu gội Garden giúp lấy đi các bụi bẩn trên tóc, đồng thời cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp phục hồi lớp sừng bị tổn thương. Mái tóc của bạn sẽ luôn suôn mượt, vào nếp và tràn đầy sức sống mỗi ngày. Hiện nay, dầu gội Garden được bán trên thị trường với hai loại phổ biến, đó là: đánh giá dầu gội Garden có tốt không? Bộ dầu gội xả Garden rất nổi tiếng trên thị trường, được nhiều người lựa chọn sử dụng cho bản thân. Tuy nhiên nhiều người vẫn thắc mắc không biết dầu gội Garden có tốt không. Dầu gội Garden được chiết xuất từ vitamin dòng và tảo biển, tạo nên công thức độc đáo giúp nuôi dưỡng tóc khô và tóc dầu hiệu quả, phục hồi các tình trạng tóc hư tổn, đồng thời lưu giữ mùi hương rất lâu trên tóc. Dầu gội Garden nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn hiệu quả, không gây kích ứng da đầu. Bên cạnh đó, nó cũng giúp mái tóc sạch khỏe bồng bềnh mà không làm tóc xẹp như những loại dầu gội khác. Hiện nay, dầu gội Garden được sử dụng phổ biến và rộng rãi ở khắp nơi. Những công dụng chính của dầu gội Garden gồm: giảm tình trạng tóc khô sơ, gãy rụng. Dầu gội Garden được nghiên cứu và sản xuất trên công nghệ của Đức. Công thức vượt trội giúp cung cấp dưỡng chất để nuôi tóc hiệu quả, giảm thiểu tình trạng tóc khô sơ, gãy rụng, cho mái tóc chắc khỏe mượt mà, cung cấp độ ẩm và cân bằng dầu trên tóc. Trong thành phần của dầu gội Garden chứa các vitamin giúp điều tiết độ ẩm cho tóc hiệu quả, đồng thời các thành phần khác trong dầu gội giúp lấy đi lượng dầu thừa không cần thiết, giúp tóc luôn bồng bềnh suôn mượt đầy sức sống, bảo vệ tóc khỏi tác hại môi trường. Dầu xả Garden tạo nên một lớp màng dưỡng chất giúp bảo vệ tóc khỏi những tác hại của môi trường như bụi bẩn, nắng, gió, giúp mái tóc khỏe mạnh vượt trội. Hương thơm dịu nhẹ, bám lâu. Dầu gội xả Garden có mùi thơm nhẹ nhàng, thanh khiết, mang lại sự thư giãn cho người sử dụng. Độ bám hương của dầu gội Garden lên tới nhiều giờ, giúp bạn có mái tóc thơm mượt mọi lúc mọi nơi. Thành phần lành tính, dầu gội xả Garden được chiết xuất từ thiên nhiên nên vô cùng lành tính, không gây kích ứng khi sử dụng, nên dù bạn là một người có da dầu nhạy cảm cũng có thể sử dụng loại dầu gội này. Với những công dụng này, có thể thấy dầu gội Garden rất tốt để sử dụng chăm sóc tóc, đặc biệt là những mái tóc hư tổn, khô sơ tiếp xúc nhiều với nhiệt độ và hóa chất, nuôi dưỡng mái tóc đẹp hoàn hảo theo thời gian. Dầu gội Garden giá bao nhiêu? Bạn đã biết được dầu gội Garden có tốt không? Vậy giá dầu gội Garden bao nhiêu? Trên thị trường có rất nhiều cửa hàng, shop mỹ phẩm bán dầu gội Garden. Để đảm bảo an toàn, mọi người nên chọn những cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. Hiện nay, bộ dầu gội Garden có hai dung tích khác nhau, mới mức giá khác biệt. Bộ dầu gội Garden 550ml giá bán 150.000 đồng, cặp gồm một dầu gội và một xả. Bộ dầu gội Garden 1100ml giá bán 250.000 đồng, cặp gồm một dầu gội và một xả. Cách nhận biết dầu gội Garden thật giả. Dầu gội Garden trên thị trường bị làm giả rất nhiều. Điều này khiến người dùng lo lắng. Để đảm bảo an toàn, người dùng hãy ghi nhớ các dấu hiệu nhận biết dầu gội thật giả dưới đây. Để mua được hàng chất lượng nhất, tất cả sản phẩm dầu gội xả Garden chính hãng đều có tem chống hàng giả và mã vạch in rõ ràng. Chính vì vậy, người mua hãy kiểm tra thật kỹ khi quyết định mua hàng. Tốt nhất hãy dùng phần mềm check mã vạch trên điện thoại để kiểm tra sản phẩm. Dầu gội Garden có thiết kế chai nhựa đơn giản, mặt trước có hình ảnh tên hãng, mặt sau ghi thông tin thành phần sản phẩm. Tất cả đều được in sắc nét, không bị nhòe mực. Màu sắc dầu gội xả cũng là cách để nhận biết hàng thật giả. Dầu gội Garden có màu xanh lá nhẹ, dầu xả màu trắng đục, rất dễ nhận biết bằng mắt thường. Hy vọng với những chia sẻ mà bài viết đề cập sẽ giúp mỗi người biết được dầu gội Garden có tốt không. Với những ai đang có ý định sử dụng sản phẩm này sẽ dễ dàng đưa ra quyết định có nên chọn mua hay không. Link mua sản phẩm dầu gội Garden mình để ở mô tả và dưới bình luận, nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.